Phép tắc người con. Chương 3. Cẩn. 13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch. 14. Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày mang chỉnh tề. Nón quần áo để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch, không quý đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống chớ kén chọn. Ăn vừa đủ chớ quá no. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu. Uống say rồi rất là xấu. 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng. Chào cúi sâu lại cung kính. Chớ đạp thềm không đứng nghiêng. Chớ ngồi giang không rung đùi. 17. Vén rèm cửa chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng chớ đụng góc. Cầm vật rỗng như vật đầy. Vào phòng trống như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi. 18. Sắp vào cửa, hỏi có ai. Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Người hỏi ai, nên nói tên. Nói ta, tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm. Mượn đồ người trả đúng hẹn. Sau có cần, mượn không khó.